của các ngài không có chỗ nào là không thanh tịnh, không có điểm nào là ô nhiễm, không có điểm nào là không chân thực. Đại Đức Thế Tôn, vầng nhật nguyệt kia làm rơi xuống được. Bạch Thế Tôn, vầng mặt trăng và mặt trời kia của cái thế gian này có thể làm cho rớt xuống. Núi Diệu Cao Vương là nghiêng đổ được. Diệu Cao Sơn hay còn gọi là núi Tu Di, Diệu Cao Sơn kia có thể làm cho đổ. Tóm lại tất cả mọi thứ trên đời đều có thể bị biến đổi, nhưng lời chư Phật nói không có khác được. Những điều chư Phật nói đều là chân thật, chẳng hư dối, không có cách gì mà nói khác được. Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sanh tín căn chẳng đủ, nghe nói đến những công hạnh sâu màu của chư Phật mà nghĩ ra rằng làm gì chỉ niệm một danh hiệu Phật của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được ngay những thắng lợi công đức nhiều đến như vậy. Vì chẳng tin vậy, sinh ra phỉ báng, người đó ở chỗ đêm dài tối mịt, mất hết lợi lạc, đoạn các đường ác, lưu truyền vô cùng. Thế Tôn, hữu chư chúng sanh, tín căn bất cụ, văn thuyết chư Phật, thậm thâm hành xứ, tác thị tư duy, vân hà đản niệm, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhất Phật danh hiệu, tiện hoạch nhĩ sở, công đức thắng lợi, do thử bất tín, phản sinh phỉ báng, bỉ ưu trường dạ, thất đại lợi lạc, đọa trừ ác thú, lưu chuyển vô cùng. Bạch Đức Thế Tôn, có những chúng sanh tín căn chẳng đủ. Tuy nhiên Bạch Thế Tôn, có những chúng sanh lòng tin không đủ, hoài nghi quản nặng, vì họ không có căn lành về tín tâm, cho nên nghe nói đến những công hạnh sâu màu, thậm thâm sở hành của chư Phật, nghe nói tới những chỗ thâm sâu, tức là những hành vi tạo tác của chư Phật, trong đó toàn là những điều khó lường được về trí huệ, phước đức và thần thông diệu dụng của các ngài, mà nghĩ ra rằng những người đó đã có sẵn lòng nghi hoặc, nên họ mới khởi lên ý nghĩ này, làm gì chỉ niệm một danh hiệu Phật của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà được ngay những thắng lợi công đức nhiều đến như vậy. Tại làm sao chỉ niệm danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chỉ một danh hiệu thôi mà lại có được vô lượng vô biên công đức và những lợi ích tột bậc như vậy? Vì chẳng tin vậy, sinh ra phỉ báng. Bởi vậy họ chẳng tin mà ngược lại còn sinh lòng phỉ báng. Họ bảo rằng Phật lừa gạt mọi người, nói những lời dối trá, làm những việc dối trá. Đại khái họ thốt ra những lời điên đảo như vậy, rồi còn xui khiến người khác sanh tâm hoài nghi đối với Tam Bảo. Người đó ở chỗ đêm dài tối mịt, mất hết lợi lạc. Những loại người đó như ở trong đêm dài tối mịt, mất hết mọi thứ lợi ích và hoan lạc, đọa các đường ác, lưu truyền vô cùng. Bị đọa vào các đường ác như vào địa ngục, hay làm thân quỷ đói, súc sanh, rồi cứ như vậy luân chuyển không bao giờ ngừng. Phật bảo A Nan, nếu nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, dốc lòng chỉ niệm, chẳng sinh nghi hoặc, thời chẳng khi nào phải đọa đường ác. Ông A Nan ơi, đó là những công hạnh sâu màu của chư Phật, rất khó tin hiểu. Nay ông tin được thì nên biết rằng đó là thần lực của Đức Như Lai. Ông A Nan ơi, hết thảy các vị thanh văn độc giác cùng các Bồ Tát hàng vị đăng địa cũng đều chưa thể thực tin và hiểu, duy hàng Bồ Tát còn một kiếp sanh mới thực tin hiểu. Ông A Nan ơi, thân người khó được có lòng tin kính tôn trọng Tam Bảo cũng rất khó được. Nghe đến danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng khó như vậy. Ông A Nan ơi, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có hạnh Bồ Tát nhiều không xiết kể, phương tiện khéo léo nhiều không xiết kể, nguyện lớn cũng nhiều không sao xiết kể. Nếu lấy một kiếp hay hơn một kiếp để ta nói rộng, thì các hạnh nguyện của Đức Phật kia cùng những phương tiện khéo léo của ngài không bao giờ hết. Phật cáo A Nan, thị chư hữu tình, nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, trí tâm thọ trì, bất sanh nghi hoặc, đọa ác thú già, vô hữu thị xứ. A Nan, thì thử thị chư Phật thậm thâm sở hành, nan khả tín dài như kim năng thọ, đường trì dài thị Như Lai uy lực. A Nan, nhất thiết thanh văn độc giác cập vị đăng địa chư Bồ Tát đẳng, dài tất bất năng như thực tín dài, duy trừ nhất sinh sở hệ Bồ Tát. A Nan, nhân thần nan đắc, ư Tam Bảo chung tín kính tôn trọng, diệt nan khả đắc. Văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, phục nan ư thị. A Nan, bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai vô lượng Bồ Tát hạnh, vô lượng Bồ Tát thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện, ngã nhược nhất kiếp, nhược nhất kiếp dư, nhi quảng tuyết già, kiếp khả tốc tận, bỉ Phật hạnh nguyện thiện xảo phương tiện, vô hữu tận giã,
Phật bảo A Nan, nếu nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Phật bảo ông A Nan rằng, nếu các hữu tình kia, tức là những người vừa nói ở trên, được nghe đến danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chẳng sinh nghi hoặc, thời chẳng khi nào phải đọa đường ác, nghe rồi lại dốc lòng trí thành và khẩn thiết thọ trì, chẳng có chút gì nghi hoặc, thì những người đó chẳng khi nào phải đọa vào các đường ác. Ông A Nan ơi, đó là những chỗ hành vi rất sâu của các Đức Phật, rất khó tin hiểu. Đó là những chỗ hành vi của chư Phật. Những gì các chư Phật làm có tầm trí huệ rất là thâm sâu, rất khó tin và rất khó hiểu. Nay ông tin được thì nên biết rằng đó là thần lực của Đức Như Lai. Như nay ông có thể tin được và tiếp thọ, thì phải biết rằng đó chẳng phải do sức của chính ông mà do oai thần lực, oai lực thần diệu của Phật gia bị cho ông, khiến ông có được một lòng tin tuyệt đối như vậy. Tại sao vậy? Ông A Nan ơi, hết thảy các vị thanh văn độc giác, này ông A Nan, kể không kể tới các hạng phàm phu chúng sanh, ngay đến những vị đã có tu chứng, đã được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả của hàng thanh văn và độc giác, tức quả Bích Chi Phật, cùng các Bồ Tát, hàng vị đăng địa, cũng đều chưa thể thực tin và hiểu. Duy hạng Bồ Tát còn một kiếp sanh mới thực tin hiểu, cũng như các vị Bồ Tát chưa vào được sơ địa cũng chưa thể có lòng tin hiểu một cách chân thật. Chỉ ngoại trừ các vị Bồ Tát chỉ còn một kiếp sanh, tức đã tới hàng đẳng giác, hay Bồ Tát nhất sinh Bồ Xứ, mới có được lòng tin chân thực chẳng đổi. Ông A Nan ơi, thân người khó được. Ông A Nan, làm được thân người là khó, có lòng tin kính tôn trọng Tam Bảo cũng rất khó được. Trong Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng mà có lòng tin cung kính và trân trọng cũng là việc khó. Vậy mà nghe đến danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng khó như vậy. Nghe được danh hiệu của Đức Phật kia là Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì còn khó hơn nữa. Ông A Nan ơi, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có hạnh Bồ Tát nhiều không xiết kể, phương tiện khéo léo nhiều không xiết kể, nguyện lớn cũng nhiều không sao xiết kể. Phật lại bảo ông A Nan, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia đã tụ vô lượng vô biên các hạnh Bồ Tát, đã vận dụng vô lượng vô biên những phương tiện khéo léo, cũng như phát những nguyện lớn nhiều không xiết kể. Nếu lấy một kiếp hay hơn một kiếp để ta nói rộng, thì các hạnh nguyện của Đức Phật kia cùng những phương tiện khéo léo của Ngài không bao giờ hết. Giả dụ ta giảng dài rộng những thứ đó, thì thời gian dài trong một kiếp hay hơn một kiếp có thể chóng hết, mà các hạnh nguyện và phương tiện khéo léo của Ngài kể ra không thể hết được. Đến chỗ này là hết phần bổ túc thay thế cho phần thâu âm bị mất. Trong chúng bấy giờ có đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát, liền từ tòa khởi đứng dậy kéo áo hở vai bên phải, quỳ gối bên phải, sát xuống tận đất, cúi mình chắp tay mà bạch Phật rằng: Đại Đức Thế Tôn, khi tượng pháp truyền có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn làm cho khốn khổ, đau ốm gầy mòn chẳng ăn uống được, cổ giáo môi khô, thấy mọi phương tối tướng chết hiện ra, cha mẹ thân thuộc bạn bè quen biết xung quanh than khóc, thân người đau kia vẫn nằm yên đấy, mà thấy sứ giả của vua Diêm Ma dẫn thần thức mình đến trước cửa tòa Pháp Vương Diêm Ma. Những người hữu tình, người nào cũng có một thần câu sinh, người ấy làm gì, tội ấy, phước ấy, đều được ghi lại rồi đem chỉnh hết cho vua Diêm Ma. Bấy giờ vua liền xét hỏi người ấy, tính toán mọi việc người ấy đã làm theo chỗ tội phước mà định xét xử ấy. Như vào lúc ấy có người thân thuộc hay người quen biết những người bệnh ấy, quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cho người bệnh ấy mời đón chư tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bảy tầng, treo phướn tục mạng có đủ năm màu như có chỗ đó, thần thức người ấy mà được trở về như trong giấc mộng, thấy rõ mọi sự. Nhĩ thời chúng trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát danh viết Cứu Thoát, tức tổng tòa khởi thiên đàn hữu kiên hữu tất trước địa khúc cung hợp trường nhi bạch Phật ngôn: Đại Đức Thế Tôn, tượng pháp truyền thời, hữu chư chúng sanh, vị chủng chủng hoạn, chi sở khốn ách, trường bệnh ly xấu, bất năng ẩm thực, hầu thần càn táo, kiến chư phương ám, tử tướng hiện tiền, phụ mẫu thân thuộc, bằng hữu tri thức, đề khắp vi nhiễu, nhiên bỉ tự thân, ngọa tại bản xứ, kiến diêm ma xứ, dẫn kỳ thần thức, trí ư diêm ma, pháp vương chi tiền, nhiên chư hữu tình, hữu câu sinh thần, tùy kỳ sở tác, nhược tội nhược phước, giai cụ thư chi tận trì thọ giữ Diêm Ma Pháp Vương, nhĩ thời Bỉ Vương thôi vấn kỷ nhân, kế toán sở tác, tùy kỳ tội phước, nhi sử đoán chi thời Bỉ bệnh nhân, thân thuộc tri thức,
nhược năng vị bỉ, quy y Thế Tôn, dược sư Lưu Ly, quang Như Lai, thỉnh chư chúng tăng, truyền độc, thử kinh, nhiên thất tăng chi đăng, huyền ngũ sắc, tục mệnh thần phan, hoặc hữu thị xứ, bỉ thức đắc hoàn, như tại mộng trung, minh liễu tự kiến. Đoạn kinh văn nói trên cho biết về các hạnh nguyện và những phương tiện khéo léo của Đức Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhiều không kể xiết, nói cho đến hết kiếp vị lai cũng không hết được. Trong chúng bấy giờ có Đại Bồ Tát tên là Cứu Thoát. Lúc bấy giờ ở trong đại chúng có một vị thuộc hàng Đại Bồ Tát tên là Bồ Tát Cứu Thoát, liền từ tòa khởi đứng dậy kéo áo, hở vai bên phải, quỳ gối bên phải, sát xuống tận đất, cúi mình chắp tay mà bạch Phật rằng: từ chỗ ngồi đứng dậy, để lộ trần phía vai bên phải, còn đầu gối bên phải thì quỳ xuống mà bạch Phật rằng: Đại Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát này xưng lên Phật là Đại Đức Thế Tôn, tượng pháp chuyển thời, kỳ thời tượng pháp chuyển, tức là khi thời kỳ chánh pháp đã qua đến thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ chánh pháp được coi là thời kỳ của thiền định kiên cố, nên có rất nhiều người chứng quả, đó là quả A-la-hán. Còn thời tượng pháp thì được coi là thời kỳ của chùa miếu kiên cố, người ta chuyên đúc tượng và xây chùa. Có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn làm cho khốn khổ, đau ốm gầy mòn, chẳng ăn uống được, cổ ráo môi khô, thấy mọi phương tối, tướng chết hiện ra. Có những chúng sanh bị nhiều thứ bệnh, hoạn, làm cho đau đớn, khổ sở, rồi lâu ngày ốm yếu, da bọc xương, ăn không được, uống không được, cổ họng và môi khô, vậy mà nước cũng không uống được, khốn khổ vô cùng. Họ nhìn ra xung quanh, thì chỗ nào cũng là đen tối, tự mình cảm thấy cái chết gần kề. Cha mẹ thân thuộc, bạn bè quen biết xung quanh than khóc. Lúc đó cha mẹ hoặc quyến thuộc hoặc bạn bè, những người quen biết, ai nấy đều xuống lại khóc lóc. Mà thấy sứ giả của vua Diêm Ma dẫn thần thức mình đến trước cửa tòa pháp vương Diêm Ma. Còn bản thân người bệnh vẫn nằm yên tại chỗ, mà thấy những sứ giả của vua Diêm Ma dẫn thần thức của họ, hay còn gọi là thần hồn, đến trước tòa của vua Diêm Ma. Những người hữu tình, người nào cũng có một thần câu sinh, người ấy làm gì, tội ấy, phước ấy, đều được ghi lại, rồi đem trình hết cho vua Diêm Ma. Phàm là giống hữu tình, ai nấy đều có thần câu sinh, nghĩa là cùng sanh ra với mình và theo mình suốt cả cuộc đời. Thần này có khả năng ghi lại hết những việc mình làm, những việc thiện, việc ác, rồi trình lại hết cho vua Diêm Ma. Cùng lúc ấy, thần thức của những người quen biết khác cũng được đưa tới trước vua Diêm Ma. Người đó thấy hết những điều người ấy đã làm trong đời, tội nào, phước nào, đều hiện ra hết cả. Bấy giờ vua liền xét hỏi người ấy, tính toán mọi việc người ấy đã làm theo chỗ tội phước mà định xét xử ấy. Lúc bấy giờ vua Diêm Ma mới chào hỏi người ấy, tổng kết lại những điều người ấy đã làm, rồi cân nhắc hai phần tội và phước mà định việc xử đoán. Nhưng vào lúc ấy có người thân thuộc hay người quen biết những người bệnh ấy quy y Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai cho người bệnh ấy. Lúc ấy nếu có thân nhân của người bệnh như cha mẹ, anh em, vợ con hay những người quen biết muốn vì lợi ích của người bệnh mà làm công đức bằng cách quy y Đức Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, mời đón chư tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bảy tầng, treo phướn tục mạ có đủ năm màu như có chỗ đó, mời thỉnh các tăng, tức là những vị xuất gia tu hành đạo đức và giữ giới luật, để tụng đọc kinh công đức các bổn nguyện của Đức Thế Tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, đốt đèn 7 tầng, mỗi tầng 7 cây đèn, tổng cộng là 49 cây đèn, treo những lá phướn 5 màu gọi là phướn tục mạng. Đại khái có những pháp hội như vậy, một chỗ nào làm như vậy. Thần thức người ấy mà được trở về như trong giấc mộng, thấy rõ mọi sự. Thần thức của người bệnh sẽ được trở về giống như trải qua một giấc mộng, thấy các sự việc một cách rõ ràng rồi nhớ lại được các cảnh giới ấy. Hoặc qua 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày, thần thức người ấy khi được trở về như tỉnh giấc mộng, tự mình nhớ biết quả báo của các nghiệp thiện bất thiện. Vì tự chứng kiến quả báo các nghiệp nên dù mắc nạn cũng chẳng dám làm những nghiệp ác nữa. Vì thế cho nên những người tịnh tín, thiện nam thiện nữ đều nên trì niệm danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy theo sức mình cung kính cúng dường, hoặc kinh thất nhật, hoặc nhị thất nhật, hoặc tam thập ngũ nhật, hoặc tứ thập cửu nhật, bỉ thức hoàn thời như tòng mộng giác, giai tử ước tri, thiện bất thiện nghiệp. Sở đắc quả báo, do tự chứng kiến, nghiệp quả báo cố, nãi trí mệnh nạn, diệt bất tạo tác, chư ác chi nghiệp, thị cố tịnh tín, thiện nam tử, thiện nữ nhân đồng, giai ưng thọ trì, dược sư Lưu Ly, Quang Như Lai danh hiệu.
tùy lực sở năng cung kính cúng dường. Hoặc qua 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày, thần thức người ấy khi được trở về. Những thân thuộc, hoặc bạn bè, hoặc đọc kinh, hoặc bái sám dược sư, với hy vọng thần thức người bệnh từ chỗ vua Diêm La trở về, trong bao lâu chưa rõ, có thể trong 7 ngày, hay 3 tuần lễ, tức 21 ngày, hay 5 tuần lễ, tức 35 ngày, cho tới 7 tuần lễ, tức 49 ngày. Khi trở về, người đó có cảm giác như tỉnh giấc mộng, tự mình nhớ biết quả báo của các nghiệp thiện, bất thiện. Như y vừa ra khỏi một giấc mộng và nhớ lại rõ ràng quả báo của các nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, vì tự chứng kiến quả báo các nghiệp, nên dù mắc nạn cũng chẳng dám làm những nghiệp ác nữa. Bởi tự mình chứng nghiệm những quả báo do các việc làm của chính mình, cho nên dù phải gặp nạn, người ấy cũng không dám tạo tác các nghiệp ác nữa. Vì thế cho nên những người tịnh tín, thiện nam, thiện nữ đều nên trì niệm danh hiệu dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy theo sức mình cung kính cúng dường. Bởi vậy hết thảy các thiện nam và thiện nữ có lòng tin trong sạch đều nên thọ trì danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nghĩa là phải nhớ tụng danh hiệu của Ngài và tùy theo năng lực của mình để cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một cách thiết tha cung kính. Bấy giờ Tôn giả A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: Bạch thiện nam tử, nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Còn đèn và phang tục mạng phải làm cách sao? Ngài Cứu Thoát nói: Bạch Đại Đức, nếu có người bệnh muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy 7 ngày 7 đêm chịu giữ cho đủ 8 phần trái giới, tùy phương tiện riêng sắm sửa đồ ăn, các thứ đồ dùng để đem cúng dường các vị bí xô, ngày đêm 6 buổi lễ bái hành đạo cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 lần, thắp 49 đèn, tạo 7 tôn tượng Đức Như Lai kia. Phía trước mỗi tượng là 9 cái đèn, đèn nào cũng lớn như cái bánh xe. Như vậy cho đến 49 ngày, đèn sáng chẳng tắt, làm phướn 5 màu chiều dài bằng cả 49 gang tay, phải nên phóng sanh cho đến 49 các loài khác nhau. Như vậy người bệnh có thể qua được ách nạn nguy khốn, không bị bọn quỷ hung ác bắt giữ. Nhĩ thời A Nan vấn Cứu Thoát Bồ Tát viết: Thiện nam tử, Ưng Vân Hà cung kính cúng dường Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tục mệnh Phan Đăng, phục Vân Hà Tạo. Cứu Thoát Bồ Tát ngôn: Đại Đức, nhược hữu bệnh nhân dục thoát bệnh khổ, đương vị kỷ nhân thất nhật thất dạ, thọ trì bát phần trai giới, ưng dĩ ẩm thực, cập dư tư cụ, tùy lực sở biện cúng dường bí xô tăng, chú dạ lục thời lễ bái hành đạo cúng dường Bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, độc tụng thử kinh Tứ Thập Cửu Biến, nhiên Tứ Thập Cửu Đăng, tạo Bỉ Như Lai hình tượng thất khu, nhất nhất tượng tiền, các trí thất đăng, nhất nhất đăng lượng, đại như sa luân, nãi trí tứ thập cửu nhật, quang minh bất tuyệt, tạo ngũ sắc thái phan, trường tứ thập cửu trích thủ, ương phóng tạp loại chúng sanh, trí tứ thập cửu khả đắc quá độ, nguy ách chi nạn, bất vi chư hoạch, ác quỷ sở trì. Bấy giờ Tôn giả A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: Giảng kinh tới chỗ này, Tôn giả A Nan thấy có điều chưa được rõ, nên ông mới hỏi Bồ Tát Cứu Thoát rằng: Bạch thiện nam tử, nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai như thế nào? Xin hỏi thiện nam tử, muốn cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một cách cung kính thì phải làm như thế nào? Còn đèn và phang tục mạng phải làm cách sao? Cây đèn tục mạng và cây phướn tục mạng là những cái gì? 7 tầng đèn là ý nghĩa gì? Phương thức chế tạo đèn như thế nào? 7 biện ra sao? Còn cách chế tạo cây phướn phải làm sao để chúng có khả năng tiếp nối mạng sống? Ngài Cứu Thoát nói: Bồ Tát Cứu Thoát trả lời rằng: Bạch Đại Đức, nếu có người bệnh muốn thoát bệnh khổ, nên vì người ấy 7 ngày 7 đêm chịu giữ cho đủ 8 phần trai giới. Bạch Đại Đức, nếu về sau ở cõi Ta Bà này có người ốm đau mà muốn thoát khỏi bệnh khổ, thì hãy vì người đó mà giữ đủ 8 phần trai giới, nghĩa là tu bát quan trai giới trong 7 ngày 7 đêm, tùy phương tiện riêng sắm sửa đồ ăn, các thứ đồ dùng để đem cúng dường các vị bí xô. Lại phải nên sắm sửa các đồ ăn uống cùng những thứ nhu yếu hàng ngày tùy theo khả năng riêng của mình để cúng dường các chư tăng, ngày đêm 6 buổi lễ bái hành đạo cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ngày đêm 6 thời, ngày 3 buổi, đêm 3 buổi lễ bái Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai với hết cả tấm lòng trí thành khẩn thiết, đọc tụng kinh này 49 lần, thắp 49 đèn, tạo 7 tôn tượng Đức Như Lai kia.
đọc kinh công đức bổn nguyện của Ngài 49 lần, đốt 49 ngọn đèn tạo 7 tôn tượng của Ngài Dược Sư. Phía trước mỗi tượng đặt 9 cái đèn, trước mỗi tôn tượng của Ngài thì 7 cây đèn, có tất cả 7 tôn tượng. Vậy số đèn tổng cộng là 49 ngọn, đèn nào cũng lớn như cái bánh xe. Cỡ các cây đèn này thời to nhỏ ra sao? Nói đèn lớn bằng bánh xe, nhưng bánh xe có thứ to thứ nhỏ không nhất định cỡ nào. Nói tóm lại, điểm chủ yếu là phải thành tâm. Như vậy cho đến 49 ngày, đèn sáng chẳng tắt. Đốt đèn như vậy liên tục trong 49 ngày, lúc nào đèn cũng phải sáng, không được để cho tắt. Muốn giữ được như vậy, người ta phải châm dầu luôn luôn, thì đèn mới sáng liên tục được. Làm phướn 5 màu, chiều dài bằng cả 49 gang tay, phải nên phóng sanh cho đến 49 các loài khác nhau. Như vậy người bệnh có thể qua được ách nạn nguy khốn, không bị bọn quỷ hung ác bắt giữ. Làm phướn đủ 5 màu, chiều dài cỡ 49 gang tay, phải phóng sanh đủ các loại. Trên lá phướn vẽ ra nhiều giống, có thể vẽ 12 con muông thú tượng trưng cho vòng hoàng đạo, rồi phóng sanh các loại đó. Nói là tạp loại, nghĩa là nhiều loại khác nhau, chủ yếu là nhiều, có khi hơn cả con số 49 loại. Người bệnh có thể vượt qua được ách nạn do các thứ ác quỷ, oán quỷ chi phối. Các nạn đó bao gồm các nạn về chết đuối, chết cháy, tai nạn xe hơi, máy bay, thuyền máy, vân vân. Nói tóm lại, hết thảy các tai nạn đều được miễn trừ. Đối với nghĩa lý của lời kinh, quý vị thấy có điểm nào hoài nghi chăng? Hoặc giả quý vị có kiến giải riêng mới nảy sinh, hoặc có ý kiến gì về lời giải thích kinh văn, quý vị cứ tự nhiên trình bày để chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Như có câu nào trong kinh mà quý vị thấy có điểm hoài nghi hay ý nghĩa trong câu chưa được minh bạch, chúng ta cũng đưa ra để cùng thảo luận. Đạo lý mà chúng ta học trong Phật giáo chẳng phải là đạo lý của quý vị hay của tôi, mà cũng chẳng phải là đạo lý của Đức Phật nữa. Đó chính là đạo lý của logic và của trí huệ mà mọi người cần tuân thủ. Phật giáo chẳng phải như các tôn giáo khác chỉ giành lấy lẽ phải riêng về mình một cách ngược ngạo, thì hành đường lối ngu dân độc tài để áp chế người, bắt mọi người nghe theo mình mà không được đặt vấn đề nào khác. Còn Phật giáo thì biểu hiện một trí huệ cộng đồng, cái gì có phù hợp với trí huệ thì mới gọi là chân lý, không phù hợp thì cái lý luận đó không thể áp dụng được. Đạo lý của Phật giáo không phải là thứ gì do một quyền lực độc tài chuyên chế hoặc từ một chính sách ngu dân đưa ra, cho nên ai nấy trong chúng ta đều có quyền phát biểu và chúng ta hãy dùng trí huệ của mình để phán xét lý luận nào là đúng, lý luận nào là sai. Chúng ta phải có con mắt chọn pháp, trải pháp nhãn. Mình làm chủ lấy mình chứ không phải ai nói sao cũng nghe theo làm vậy, hoặc giả không dám tự mình phát huy trí huệ sẵn có của mình. Như vậy là sai lầm. Chúng ta còn phải tận lực khai mở loại trí huệ chân chính này trong mỗi người của chúng ta. Trí huệ của chư Phật là cùng một loại, còn kinh thì kinh nào cũng cùng chung một nguyên lý. Bộ kinh này dạy rằng chúng ta tụng niệm kinh là để giúp cho người bệnh qua được cơn đau ốm. Nếu vì người chết mà tụng kinh thì người chết sẽ được một phần nhỏ công đức, còn người sống đọc kinh thì công đức lại to lớn hơn nhiều. Người chết sẽ được bao nhiêu công đức chúng ta không cách gì để biết nổi, dù khoa học cũng không thể đo lường được. Chỉ biết rằng kinh này là do Phật nói ra nên số lượng công đức là chẳng thể nghĩ bàn. Riêng về đến người sống thì đọc tụng kinh này sẽ mang lại cho họ bao nhiêu công đức, họ được những lợi ích gì? Rất nhiều lợi ích, do là khi họ đọc tụng kinh này, trong tâm của họ sẽ được khai mở, lòng chấp trước của họ sẽ tiêu tan, phá được chấp trước, tức họ sẽ có vô lượng công đức, mê lầm, sanh ra tạo nghiệp, rồi thọ quả báo và nguyên nhân là từ sự chấp trước, do chấp trước mà tạo tội. Nếu phá được chấp trước thì mọi thứ tội đều chẳng thành, cho nên pháp của Phật nói trong kinh là nhằm phá sự chấp trước. Chỉ mang một chút ít chấp trước, người ta cũng khó mà giải thoát được. Phá được chút ít đó thì công đức của quý vị sẽ là vô lượng và quý vị sẽ chứng được giải thoát. Quý vị nên khuyến khích bạn bè, thân thích quy y Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Quý vị không phải là người xuất gia nên không được phép truyền pháp quy y. Muốn học Phật thì trước tiên là phải học Phật Pháp. Muốn học Phật Pháp thì trước đó phải quy y tăng. Bộ kinh này đã nói rất rõ, kinh dạy rằng chúng ta phải thỉnh các tăng chứng minh và nhờ họ làm Phật sự. Nói Phật sự có nghĩa là nói chúng ta phải quy y Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đã nói quy y thì phải thành khẩn. Chúng ta đừng nghĩ rằng đây chỉ là chuyện bình thường như các việc chúng ta làm hàng ngày một cách tùy tiện. Như đói thì ăn, lạnh thì mặc quần áo. Học Phật Pháp đòi hỏi chúng ta phải tôn kính Pháp. Pháp được lưu truyền là nhờ đoàn thể tăng già. Khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã giao chọn pháp của Ngài cho chư tăng để lưu truyền hậu thế. Bởi vậy,
Khi quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng ta phải chí thành khẩn thiết, thỉnh chư Tăng đến, nhờ họ xếp đặt các nghi thức cho ta. Công việc này không thể thực hiện cho qua loa, cho xong việc. Như nói, ổ quy y thì tôi có thể tự mình làm được, chẳng phải dễ dàng như vậy đâu. Lấy một thí dụ, quý vị đến trường nhập học, trước tiên là phải qua các thầy giáo dạy bảo, sau đó quý vị mới được bằng cấp. Còn như học lấy một mình, chẳng nhờ ai dạy, thì ai sẽ cấp bằng cho quý vị? Chuyện đó không thể có được. Đệ tử, kinh nói phải phóng sanh các loại khác nhau, có thể đến 49 loài. Như vậy, các chúng sanh đó có phải là những loài mà người ta ăn thịt không? Thượng nhân, có loài chúng sanh nào mà người ta không ăn thịt chăng? Mèo ư, chuột ư, thời nay nhiều người thích ăn thịt mèo và thịt chuột. Quý vị bảo người ta không ăn thịt kiến ư, có kiến đóng hộp để mọi người dùng đó. Thử hỏi có loài chúng sanh nào mà người ta không ăn thịt, quý vị nói thử coi. Đệ tử, người bệnh đã đến tình trạng bất tỉnh, thần thức đã đến trước Diêm Vương rồi, vậy mà do công đức của bộ kinh này, thần thức người đó còn có thể trở về được, thật là một điều đáng vui biết bao. Trong các tôn giáo khác như Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo chẳng hạn, cũng có những chỗ ghi lại sự kiện giống như trên, như trường hợp người đã chết, sau đó sống lại và còn nhớ rành rẽ những sự việc đã xảy ra. Họ không biết giải thích sự việc kỳ lạ này ra sao, họ cho rằng đó là do phép lạ của Chúa. Họ còn chủ trương rằng nếu người ta không tin Chúa thì nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục. Ai tin Chúa thì dầu làm điều bất thiện vẫn có thể được lên thiên đàng. Còn ngược lại, không tin Chúa thì chắc chắn xuống địa ngục, dầu người đó có làm những việc thiện. Lý luận như vậy thiếu logic và chẳng thông chút nào. Rất nhiều người bị mê hoặc vì lý luận này. Này chúng ta xem trong kinh Phật, thấy mọi sự tình đều được phơi bày một cách rành rẽ hợp lý và tuyệt nhiên không có điểm nào nhằm bịt tai bịt mắt mọi người. Đó là điều rất đáng vui mừng vậy. Thượng nhân, kiến giải này rất đúng. Trong Phật giáo, ai có điều gì nghi hoặc đều có thể nêu ra để được giải đáp và tuyệt nhiên không hề có sự áp đặt lòng tin đối với mọi người. Chẳng bao giờ có trường hợp giải đáp không được một điều gì thì lại nói rằng đó là ý của Thiên Chúa hoặc giả đó là ý của Phật. Ta không có quyền được đặt vấn đề. Chính Đức Phật cũng khuyến khích việc thưa hỏi. Việc này rất tốt bởi chúng ta không nên sống trong sự lầm lạc. Học Phật là phải hiểu đạo lý, mỗi ngày một sáng tỏ hơn, chớ không thể mê tín, nghĩa là tin một cách mê mờ, không hiểu rõ đầu đuôi, ai nói sao thì làm vậy. Học Phật là phải có con mắt chọn pháp, trạch pháp nhãn, lấy trí huệ chân chánh của mình để phân biệt cái nào là pháp, cái nào chẳng phải pháp. Càng học Phật, đầu óc càng sáng tỏ, chớ không phải càng học càng trở nên hồ đồ, cần nhận thức rõ chân lý, đó là sự khai mở trí huệ. Ok. Này ông A Nan, lại còn như khi các quán đỉnh vương hàng sát đế lỵ, tai nạn khởi lên như là dịch nạn, nước khác xâm lấn phản nghịch trong nước, nạn về tinh tú, sao xấu mọc ra, nhật thực nguyệt thực, mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa, các quán đỉnh vương và sát đế lỵ, bấy giờ đối với hết thảy hữu tình, khởi lòng từ bi tha những tù tội mà theo các pháp cúng dường đã nói, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thời thiện căn ấy và sức bổn nguyện Đức Như Lai kia khiến cho cả nước liền được an ổn, mưa gió đúng thời, lúa cấy được mùa, hết thảy hữu tình, vô bệnh mừng vui. Ở trong khắp nước không có những thần bạo ác dược xoa, não hại hữu tình, những hình tướng ác thảy đều biến mất. Phục thứ A Nan, nhược sát đế lỵ, quán đỉnh vương đẳng, tai nạn khởi thời, sở vị nhân chúng tật dịch nạn, thà quốc xâm bức nạn, tự giới bạn nghịch nạn, tinh tú biến quái nạn, nhật nguyệt bạc thực nạn, phi thời phong vũ nạn, quá thời bất vũ nạn, bị sát đế lỵ, quán đỉnh vương đẳng, nhĩ thời ương ư, nhất thiết hiếu tình, khởi từ bi tâm, xá chư hệ bế, y tiền sở thuyết, cúng dường chi pháp, cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do thử thiện căn cập bỉ Như Lai, bổn nguyện lực cố, linh kỳ quốc giới tức đắc an ổn, phong vũ thuận thời, cốc giá thành thục, nhất thiết hữu tình, vô bệnh hoan lạc, ư kỳ quốc trung vô hữu bạo ác, dược xoa đẳng thần, não hữu tình giả, nhất thiết ác tướng giai tức ẩn một. Công đức của bộ kinh này quả là không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta tụng niệm kinh bổn nguyện công đức của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì có thể tránh được mọi thứ tai nạn và hết thảy loài thứ ác quỷ đều bó tay không hại được chúng ta. Bởi vậy Đức Phật lại một lần nữa bảo ông A Nan, này ông A Nan, lại còn như khi các quán đỉnh vương hàng sát đế lỵ. Sát đế lỵ tức là một giai cấp Ấn Độ cũng tôn quý như giai cấp Bà La Môn. Trong hàng sát đế lỵ thì có một quán đảnh vương, tức là người được tấn phong thái tử trong một buổi lễ gọi là lễ quán đảnh.
người đó sau này sẽ lên ngôi vua. Tai nạn khởi lên khi trong nước gặp những tai nạn như hạn hán, lụt lội, gió bão, như là dịch nạn, bệnh ôn dịch gây nhiều chết chóc trong dân chúng, nước khác xâm lấn, hoặc nạn xâm lấn do nước láng giềng, hay một nước khác mang quân tới phản nghịch trong nước, hoặc giả trong nước có phần tử phiến loạn nổi lên chống lại quốc vương, nạn về tinh tú, sao xấu mọc ra. Đây là nói các sao trên trời biến đổi hình dáng một cách khác thường. Có khi người ta thấy vì sao nào đó như bốc hỏa, có vì sao thì nổ tan, có khi sao băng đầy trời, hoặc trường hợp sao chổi tiến sát địa cầu. Những sự biến dạng kỳ quái này thường là nguyên nhân sinh ra các tai nạn như đao binh, hỏa tai, thủy nạn, ôn dịch lưu hành trên trái đất. Nhật thực, nguyệt thực, nạn nhật thực và nguyệt thực, mặt trời hay mặt trăng đường soi sáng rồi bỗng nhiên biến mất, đó là nhật thực và nguyệt thực. Mặt trời vốn nóng, khi nhật thực thì đổi thành mát, ánh trăng thì đương mát đổi thành nóng, đó chính là những sự tình bất thường. Mưa gió trái mùa, đến mùa chẳng mưa, chẳng cần có mưa thì trời lại đổ mưa, không muốn có gió thì trời lại nổi gió. Khi mưa thì mưa lớn, còn gió thì làm đổ nhà, đổ cửa. Gió mưa như vậy là trái mùa, không đúng thời tiết, là một tai nạn. Đến khi cần mưa thì lại xảy ra cảnh hạn hán, lại cũng là một cái hạn. Các quán đảnh vương và sát đế lỵ bấy giờ đối với hết thảy hữu tình, giữa những lúc tai nạn vừa kể, các sát đế lỵ cũng như vị sẽ kế thừa ngôi báu phải có lòng nghĩ tới mọi người, phải sám hối giống như vua Thang đời nhà Thương xưa mà nói rằng: tôi đứa nhỏ tên Lý xin dâng một con trâu mộng đen để cáo lên hoàng hậu đế. Đây là lời vua Thang tế trời. Vua thưa lên ra sao? Vua nói đại ý rằng nếu trẫm có tội thì hình phạt kia không nên giáng xuống đầu của trăm họ. Giả dụ họ có gây nên nghiệp tội thì nhà vua phải nhận mọi trách nhiệm, bởi vua đã không biết cách giáo hóa thần dân. Vua Thang cáo trời đất và nhìn nhận mọi sự lầm lỗi của mình. Vì ý nghĩa đó, cho nên trong khi gặp nạn, các vua quán đảnh phải khởi lòng từ bi tha những tù tội, khởi lòng từ bi mà ra lệnh ân xá cho kẻ tù tội. Họ phải tự nghĩ rằng vì sao những tai họa đó xảy đến, phải chăng ta không có lòng từ bi? Phải nghĩ như vậy để phát tâm đại từ bi, ân xá cho những người phạm tội, đương bị tù giam, ngay cả những người đáng tội chết. Mà theo các pháp cúng dường đã nói, cung kính cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, y theo cách thức vừa nói trên để cúng dường Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thời thiện căn ấy và sức bổn nguyện Đức Như Lai kia, do căn lành cúng dường Đức Dược Sư và cũng do sức đại nguyện của Ngài, khiến cho cả nước liền được an ổn, mưa gió đúng thời, mà trong nước được bình an vô sự, mưa thuận gió hòa, như chúng ta thường nghe những câu: cứ 5 ngày thì gió, 10 ngày thì mưa, gió không làm cây rên xiết, mưa không làm đất lở. Lại có câu: thiền nhài tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc giao khán cận khước vô, tối thị nhất niên xuân hào xứ, tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô. Tạm dịch: lất phất mưa rơi ướt tựa dầu, xa trông lầm tường cỏ xanh màu, bốn mùa chỉ độc xuân là quý, tơ liễu khói răng khắp đế đô. Mưa nhỏ tưới xuống trông giống như phủ lên mặt đất một lớp mỡ, đó là loại mưa làm đất cát phỉ nhiêu, làm cho cỏ cây tươi tốt, chứ không phải như những trận mưa chút nước khiến cho cả khối đất bị vỡ nát cuốn trôi. Còn gió thì hiền hòa, chẳng phải là những cơn bão lốc làm đổ nhà cửa, đổ cây cối. Gió mưa thuận hòa thì cốc giá thành thục, lúa cấy thì được mùa, hết thảy hữu tình vô bệnh mừng vui. Như vậy thì hết thảy các loại hữu tình, con người cũng như mọi chúng sanh đều không bị bệnh tật, sống trong cảnh an vui. Trong nước không thấy các cảnh giết người, cướp của, đốt nhà hay những hành vi bạo lực. Nay thì ngày ngày xảy ra những việc ấy rất là đáng ngại, cũng bởi vì chúng ta bất hạnh sanh vào thời nhiễu loạn như vậy. Ở trong khắp nước không có những thần bạo ác dược xoa, não hại hữu tình, những hình tướng ác thảy đều biến mất. Những loại ác thần như dược xoa, còn gọi là tốc tật quỷ, quỷ chạy nhanh, không còn quấy nhiễu các chúng sanh, rồi hết thảy các loại hình tướng quái dị cũng đều biến mất không xuất hiện nữa. Các quán đảnh vương hàng sát đế lỵ sống lâu mạnh khỏe, vô bệnh tự tại, lợi ích đều tăng. Này tôn giả A Nan, nếu mà các vị hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tá cùng với thể nữ trong cung, các quan và dân mắc bệnh chịu khổ và ách nạn gì, cũng nên dựng cây phướn thần năm sắc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sanh các loài, giải các thứ hoa, đốt các hương quý, bệnh thời khỏi hết, tai nạn giải thoát.
Bấy giờ tôn giả A Nan hỏi ngài Cứu Thoát: Bạch Thiện Nam Tử, tại làm sao mà mạng người đã hết có thể tăng thêm? Ngài Cứu Thoát nói: Bạch Đại Đức, ngài há chẳng nghe Như Lai nói có chín thứ chết uổng hoạnh tử ư? Bởi vậy khuyên làm phướn đèn nối mạng, tu mọi phước đức, vì tu phước đức không bị ách nạn tới lúc mạng chung. Nhi sát đế lị, quán đỉnh vương đẳng, thọ mệnh sắc lực, vô bệnh tự tại, dài đắc tăng ích. A Nan, nhược đế hậu phi chủ, chữ quân vương tử, đại thần phụ tướng, trung cung thái nữ, bách quan lê thứ, vị bệnh sợ khổ, cập dư ách nạn, diệt ưng tạo lập, ngũ sắc thần phan, nhìn đằng tục minh, phóng chư sanh mạng, tán đạp sắc hoa, tiêu chúng danh hương, bệnh đắc trừ rũ, chúng nạn giải thoát. Nhĩ thời A Nan vấn Cứu Thoát Bồ Tát ngôn: Thiện nam tử, vân hà dĩ tận chi mệnh, nhi khả tăng ích. Cứu Thoát Bồ Tát ngôn: Đại đức, nhữ khởi bất văn, Như Lai thoát hữu kiểu hoạnh tử gia, thị cố khuyến tạo tục mệnh phan đông, tu trừ phước đức, dĩ tu phước cố, tận kỳ thọ mệnh, bất kinh khổ hoạn. Các quán đành vương hàng sát đế lị, sống lâu mạnh khỏe, vô bệnh tự tại, lợi ích đều tăng, các ách nạn đều qua khỏi. Các ông hoàng sát đế lị được tấn phong quán đảnh, ai nấy đều sống lâu khang kiện, vì được tự tại, vì vô bệnh, lợi ích đều tăng. Này tôn giả A Nan, nếu mà vì các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tá cùng với thể nữ trong cung, các quan và dân mắc bệnh chịu khổ và ách nạn gì, cũng nên dựng cây phướn thần năm sắc, thắp đèn tiếp sáng, phóng sanh các loài. Này ông A Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, trừ quân, tức là thái tử, người kế vị ngôi báu, các vương tử, các vị đại thần hoặc quan phụ tá, các thể nữ trong cung, hay thảy các quan cho đến thứ dân vì bệnh hoạn mà đau khổ, hoặc giả vì các ách nạn khác, thời cũng phải dựng phướn thần năm sắc, đốt 49 ngọn đèn tiếp sáng luôn luôn không để đèn tắt, bày trước 7 pho tượng Đức Dược Sư, rồi phải phóng sanh các loại những chúng sanh sắp sửa phải chết, giải các thứ hoa, đốt các hương quý, bệnh thời khỏi hết, tai nạn giải thoát, giải các loại hoa để cúng dường Đức Dược Sư, đốt các loại hương quý như trầm thủy hương, trầm hương, đàn hương, trên đàn hương, loại nhãn, nghiêu đầu, vân vân. Được vậy mọi thứ bệnh đều hết, các thứ tai nạn đều được giải trừ. Bấy giờ tôn giả A Nan hỏi ngài Cứu Thoát. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan lại hỏi Bồ Tát Cứu Thoát: Ngài đại diện các chúng sanh mà hỏi thật kỹ càng, Bạch Thiện Nam Tử, tại làm sao mà mạng người đã hết có thể tăng thêm? Bạch Thiện Nam Tử, cớ làm sao người ta đã tới lúc tận mạng mà đời sống còn được kéo dài thêm, sức khỏe còn được tốt thêm, lợi ích được cả hai đằng như vậy, đó là điều khó hiểu. Ngài Cứu Thoát nói: Bạch Đại Đức, ngài há chẳng nghe Như Lai nói có chín thứ chết uổng ư? Bồ Tát Cứu Thoát đáp lại như sau: Này Đại Đức, chẳng lẽ tôn giả chưa được nghe Đức Như Lai nói về chín loại chết uổng hoạnh tử do các tai vạ bất ngờ xảy đến hay sao? Bởi vậy khuyên làm phướn đèn nối mạng, tu mọi phước đức, vì tu phước đức không bị ách nạn tới lúc mạng chung. Bởi các lẽ ấy, kinh Phật mới khuyên các chúng sanh phải sắm phướn và đèn tu mọi phước đức, bởi sắm sửa các thứ cúng dường và làm những việc phước đức nên cuộc đời của họ chẳng gặp khổ nạn, không bị các cảnh chết uổng và tai bay vạ gió. A Nan hỏi rằng chín loại chết uổng là như thế nào? Bồ Tát Cứu Thoát đáp lại như sau: Nếu các hữu tình bệnh tuy không nặng nhưng không gặp thầy và không có thuốc, hoặc có gặp thầy lại bị lầm thuốc, bệnh không đáng chết mà bị chết uổng. Lại như tin theo bọn thầy yêu nghiệt, tà ma ngoại đạo, nói bậy họa phước, sinh ra sợ hãi, lòng những hoang mang, coi bói tìm họa, giết các chúng sanh để cầu thần giúp, gọi các yêu quái nhờ chúng phù hộ kéo dài mạng sống, rốt cuộc chẳng được ngu si mê hoặc tin điều tà vậy, đầu óc điên đảo, bèn chết bất kỳ, đọa vào địa ngục chẳng biết ngày ra. Đây là thứ nhất trong loại chết uổng. A Nan vấn ngôn: Cửu hoạnh vân hà, Cứu Thoát Bồ Tát ngôn, nhược chư hữu tình, đắc bệnh tuy khinh, nhiên vô y dược, cập khán bệnh giả, thuyết phục ngộ y, thọ dĩ phi dược, thực bất ưng tử, nhi tiện hoạnh tử, hiệu tín thế gian, tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, vọng thuyết họa phước, tiện sinh khủng động, tâm bất tự tránh, bốc vấn mịch họa, sát trùng trùng chúng sanh, giải tấu thần minh, hô trừ võng lượng, thỉnh khất phước hiệu, dục ký diên niên, trung bất năng đắc, ngu si mê hoặc, tín tà đảo kiến, tọa linh hoạnh tử, nhập ư địa ngục, vô hữu xuất kỳ, thị danh sơ hoạnh. A Nan hỏi rằng
Chín loại chết uổng hoạnh tử là như thế nào? Ở trên ông A Nan có nghe nói tới chín lối chết uổng nên ông hỏi thêm cho mọi người được biết một cách rành rẽ. Ông hỏi chín loại chết uổng là những loại nào? Bồ Tát Cứu Thoát đáp lại như sau: Nếu các hữu tình bệnh tuy không nặng nhưng không gặp thầy và không có thuốc, Bồ Tát Cứu Thoát nói như trường hợp các chúng sanh tuy mắc bệnh nhẹ, ví dụ cảm mạo vì gió chẳng hạn, ho hay đau sơ sơ nhưng không kiếm ra thuốc để điều trị, hoặc không có thầy thuốc đến trị bệnh cho, hoặc có gặp thầy lại bị lầm thuốc, bệnh không đáng chết mà bị chết uổng, hoặc gặp được thầy thuốc thì chúng phải thầy thuốc dò cho thuốc không đúng bệnh, kết quả bệnh không đáng chết mà bị chết uổng. Ví như còn bệnh đau bụng lại cho thuốc chữa mất, hay vốn đau cổ họng lại cho thuốc đau đầu, những loại y sĩ đó nếu cho trị bệnh thì bệnh nhân chỉ có chóng chết mà thôi. Lại như tin theo bọn thầy yêu nghiệt tà ma ngoại đạo, lại còn tin theo bói toán đoán số mạng, thuyết phong thủy vân vân, đó là những thuật của bảng môn ngoại đạo, nói bậy họa phước sinh ra sợ hãi, tin bọn thầy bùa quỷ quái nói bậy bạ những điều họa phước nên sinh lòng hoảng kinh. Đại khái họ nói những câu cái này ghê lắm, ông có thể bị tai nạn xe hơi đây, trong vòng 100 ngày nhớ đừng có ra khỏi nhà nghe. Hoặc giả ấy bà phải coi chừng chồng bà ngoại tình đấy, toàn là những giọng điệu làm cho mọi người đương sợ hãi lại càng sợ thêm. Dọa người ta như vậy là họ muốn gì đây? Ý họ là thúc mọi người mau mau nhờ họ giúp đỡ. Đây rồi, tôi có cách này, quý vị chỉ cần đưa cho tôi 200 ngàn, tôi có thể giải trừ hết tai nạn. Lòng những hoang mang coi bói tìm họa, bởi tâm hoang mang mới đi coi bói toán, tìm thầy để hỏi, nhờ thầy coi dùm khí sắc của tôi ra sao, liệu tôi có gặp chuyện gì rắc rối không. Thầy nói không sao, đưa cho tôi 300, mất 300 thì tai nạn, tai qua nạn khỏi. Thầy bói dặn phải làm những thứ gì? Đi kiếm cho tôi một con mèo, giết một con mèo thì hết nạn, giết các chúng sanh để cầu thần giúp, gọi các yêu quái nhờ chúng phù hộ. Họ xúi biểu như vậy đó, xúi biểu giết hại chúng sanh, giết mèo giết chuột. Họ nói để làm công đức cúng dường Diêm Vương, để Diêm Vương xá tội cho. Họ còn kêu các loài yêu quái, loại quỷ đầu trâu mặt ngựa, đó là để nhờ chúng phù hộ cho khỏi bị tử vong. Kéo dài mạng sống rốt cuộc chẳng được, dầu có muốn kéo dài tuổi thọ nhưng đâu có làm được. Đó chính là ngu si mê hoặc, tin điều tà vậy, đầu óc điên đảo. Chỉ là một sự ngu si u tối, tin điều cản rỡ điên đảo, bèn chết bất kỳ, đoạn vào địa ngục, chẳng biết ngày ra. Đây là thứ nhất trong loại chết uổng. Không những không khỏi bệnh mà còn mau chết, sau đó còn bị đọa địa ngục, chưa biết ngày nào mới ra khỏi được. Đó là kết quả của tà kiến muốn sống thêm nên đã làm hại kẻ khác. Đây là loại chết uổng hoạnh tử thứ nhất. Hai là luật vua bắt tội tử hình. Ba là săn bắn, làm thú vui chơi hoặc mê tiểu sắc, chơi bời vô độ, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí. Bốn là hỏa tai, năm bị chết đuối, sáu là các loại ác thú cắn chết, bảy là sẩy chân để các vách núi, tám bị thuốc độc, bị phải bùa ngải hoặc quỷ thây ma, chín là gặp cảnh đói khát mà chết. Đó là chín loại Như Lai đã nói. Ngoài ra chết uổng còn nhiều loại nữa, không thể kể hết. Nhị giả hoạnh bị vương pháp, trì sở chu lục, tam giả điền liệp hy hí, đàm dâm thị tiểu, phóng giật vô độ, hoạnh vi phi nhân, đoạt kỳ tinh khí. Tứ giả hoạnh vi hỏa phần, ngũ giả hoạnh vi thủy nịch, lục giả hoạnh vi trùng trùng, ác thú sở đạn, thất giả hoạnh đọa sơn nhai, bát giả hoạnh vi độc dược, yếm đào chú chớ, khởi thi quỷ đẳng, chi sở chúng hại. Cửu giả cơ khát sở khốn, bất đắc ẩm thực, nhi tiện hoạnh tử, thị vị Như Lai, lược thuyết hoạnh tử, hữu thử cửu trùng, kỳ dư phục hữu, vô lượng chư hoạnh, nan khả cụ thuyết. Phần trên nói về trường hợp chết uổng vì đau ốm mà không gặp thầy, không có thuốc hoặc được thầy thuốc trị bệnh nhưng lại cho lầm thuốc, châm cứu hay mổ xẻ không đúng cách mà phải mạng vong. Bây giờ nói đến hai là luật vua bắt tội tử hình. Loại thứ hai là trường hợp những người chẳng biết có tội hay không có tội, chẳng biết oan hay ưng, nhưng bị pháp luật xử phải chết, chẳng qua đến là quả báo, cái quả của chín loại chết uổng. Ba là săn bắn, làm thú vui chơi. Thứ ba là nói đến những kẻ săn bắn đi vào núi săn hiêu nai, các con thú rừng, hoặc giả bắn các thứ chim coi đó là một thú tiêu khiển, hoặc là những kẻ ham mê tiểu sắc, chơi bời vô độ, bị loài phi nhân đoạt mất tinh khí, tham đắm sắc dục không biết tiết chế, còn rượu thì uống vô chừng, đến khi đã say còn lái xe, dù xe gặp nạn thì mình cũng uổng mạng.
Bởi không có chừng mực, không biết tự chế nên dễ bị các loài phi nhân cướp mất tinh khí. Phi nhân là chỉ các giống yêu tinh như sơn tinh, thủy quái, chúng chẳng kể gì đạo lý, chúng đoạt lấy tinh khí của người để tu luyện nhằm kéo dài sinh mạng của chúng. Bốn là hỏa tai, thứ tư là chết vì lửa đốt, có thể là cháy nhà rồi bị nạn. Năm bị chết đuối, thứ năm là chết đuối. Sáu là các loại ác thú cắn chết. Thứ sáu là trường hợp bị ác thú cắn, hoặc giả bị chó sói ăn thịt, bị hổ vồ, bị rắn cắn. Bảy là sẩy chân từ các vách núi. Thứ bảy là sẩy chân trên vách đá và rớt xuống chết uổng. Tám bị thuốc độc, bị phải bùa ngải hoặc quỷ thây ma. Thứ tám là những trường hợp như uống phải chất độc hoặc bị người ta làm pháp yểm. Đại khái pháp yểm như sau: người ta làm một hình nộm bằng rơm, lấy một tờ giấy ghi rõ giờ, ngày, tháng và năm sinh của nạn nhân, rồi dán vào hình nộm. Sau đó người ta bắn tên vào hình nộm, cứ như vậy trong suốt 100 ngày thì nạn nhân sẽ chết. Có người mắc bùa chú cũng bị chết uổng, hoại tử. Đây là tà chú, khi niệm những chú đó để làm hại người nào thì tâm thần của nạn nhân không còn làm chủ được mình. Thường thường đi tới chỗ tự sát, lại có những câu chú sẽ khiến con quỷ dựng được các thây ma đứng dậy rồi đi lại trong đêm khuya. Đó là trường hợp quỷ thây ma, thi quỷ. Chín là gặp cảnh đói khát mà chết. Thứ chín là chết vì đói khát, đói mà không có gì để ăn, khát không có gì để uống, bởi cơ sự đó mà bị chết uổng. Đó là chín loại Như Lai đã nói, ngoài ra chết uổng còn nhiều loại nữa không thể kể hết. Đó là những điều Phật tóm lược về chín loại chết yểu, còn như nói rộng ra nữa thì còn nhiều các nạn khác không sao kể cho đủ được. Nói về chín loại chết uổng, hoạnh tử thì ngày nay trên thế gian không thiếu gì nạn nhân đã mắc phải cảnh này. Đó chẳng phải là điều ngẫu nhiên mà là kết quả của những hành động coi thường nhân quả của họ ngày trước. Ví dụ trường hợp uống lầm thuốc chẳng hạn, cớ làm sao lại xảy ra chuyện đó? Chính là trong một kiếp nào đó họ đã dùng thuốc độc để hại người, đã từng gieo cá nhân hại người như vậy. Thời kiếp này phải chết uổng vì lầm thuốc, vì giải phẫu không đúng cách, vì châm cứu sai. Lại như kẻ tử tội, đây là do phán quyết của luật pháp, lý ứng pháp luật phải công bằng. Nhưng trong trường hợp chết uổng này thì có thể là oan, nên cho tới lúc chết mà nạn nhân cũng không biết lý do tại sao. Thứ ba, nói về thú đi săn. Người ta kéo vào núi để săn bắn, các loại cầm thú đều chạy một cách điên cuồng, chạy thục mạng nhưng không chạy khỏi cái chết. Ai mà nhẫn tâm khi chứng kiến thảm trạng như vậy, lại coi đó là một thứ tiêu khiển, lấy sinh mạng chúng sanh làm trò du hí, thực là vô lý hết sức. Lại như đam mê tiểu sắc, ham rượu và sắc dục một cách phóng đãng quá độ, dẫn tới sự say sưa, mất tự chủ, rồi làm mồi cho loại phi nhân. Phi nhân nghĩa là không phải giống người, là loại yêu quái, chuyên hút lấy tinh khí của người. Một khi quý vị đã bị đoạt tinh khí thì quý vị đã mất hết sang nhất của quý vị rồi còn gì. Thứ tư là hỏa tai. Nạn nhân bị lửa thiêu chết, nguyên nhân nào vậy? Chỉ vì trước đây quý vị thích ăn thịt barbecue, thịt nướng, nướng thịt kẻ khác thì bây giờ mình bị nướng lại. Thứ năm là thủy tai bị chết đuối. Đó là quả báo về những hành động thuở trước đã dìm các sinh linh chết ngộp dưới nước. Tí dụ quý vị cho đàn kiến chết chìm dưới nước, rồi một ngày nào đó đích thân quý vị cũng sẽ có dịp được thí nghiệm cảnh bị dìm dưới nước nó ra sao. Lúc đó khi bị nếm mùi rồi, thân quý vị chìm sâu dưới nước, quý vị chỉ còn uống nước cho bụng quý vị trương lên, vậy là xong cuộc đời. Thứ sáu là bị ác thú cắn. Quả báo này phát sinh từ kiếp xưa, ở cái nết độc ác, thích ăn thịt các loài dã thú như chồn, óc khỉ, chân gấu nướng trên lửa, vân vân, nên kiếp này bị dã thú ăn thịt lại. Lại nói ăn cá, phải chọn cá còn đương quậy nhảy, ăn tươi như vậy mới ngon. Kết quả bây giờ mới đổi thành nạn nhân của các con thú. Súc vật cũng có loại ngôn ngữ của súc vật, và biết đâu khi ăn thịt nạn nhân, chúng cũng nhấm nháp khen ngon. Ồ, thịt ăn này ngon ghê, món tiết canh cũng ngon nữa, và chúng cũng súng lại tranh nhau ăn. Thứ bảy là sẩy chân nơi vách núi. Cớ làm sao ra cơ sự này? Đó là quả báo của hành động cướp giật năm xưa, lấy túi tiền của người ta chưa đủ, còn thừa lúc sơ ý xô người ta xuống vực sâu. Tôi có một số người bạn đồng học hồi đó cũng có người bị kẻ gian xô xuống vách núi, may mà họ tin Phật nên không bị rớt xuống vực sâu, sau đó họ leo lên được thoát nạn. Chuyện này tôi biết rõ lắm. Thứ tám là bị đầu độc. Lý do chết uổng này là do kiếp trước quý vị đã tìm cách đầu độc người khác. Quý vị muốn khống chế người ta, nay thì quý vị bị người khác khống chế lại. Người ta có câu nhân nào thì quả ấy, quý vị gây ra nghiệp nào thì lãnh quả của nghiệp ấy. Bởi vậy cho nên mới xảy ra chuyện bùa ếm. Người ta làm những hình nộm, trong đó họ đẻ sợi tóc hay móng tay của nạn nhân, hay họ ghi một tờ giấy trên có ghi 8 chữ bát tự,
thuộc về năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh của nạn nhân theo âm lịch, ngày tháng, năm tháng ngày giờ đều được ghi bằng can và chi như Giáp Tý, Ất Sửu, vân vân. Người ta chú ếm bằng cách bắn tên hoặc đốt, hoặc chôn hình nộm này đại khái tượng trưng cách chết uổng của nạn nhân. Còn quỷ thây ma, thi quỷ là nói tới trường hợp có người niệm chú làm cho một thây ma đứng dậy và làm theo đúng sự sai khiến của người đó. Ví dụ họ nói như sau: vào đêm nay người phải đi cho ta 100 dặm, ta sẽ có mặt ở chỗ ấy đợi người. Dưới hiệu lực của câu chú, thây ma cứ theo đúng lệnh, đứng dậy rồi đi giống như một người còn sống vậy. Loại thứ 9 là chết đói, chết khát, chết lạnh, chết nóng. Có những địa phương gặp nạn đói không có gì để ăn, nên rất đông người bị đói mà chết. Những người đó cứ há miệng ra cười khanh khách, họ cười xong là chết. Tại sao họ cười vậy? Như là họ muốn nói, bà con hãy coi tôi đây, kiếp xưa tôi đã bỏ đói mọi người nên bây giờ tôi gặp quả báo này, các người biết chưa? Đại khái là như vậy. Họ muốn bảo, các người hãy coi tôi làm gương, đừng có bắt chước tôi. Thật là nhân nào quả ấy không sai mảy may. Lại nữa, A Nan, vua Diêm Ma ấy giữ sổ danh bộ của người thế gian. Nếu các hữu tình bất hiếu ngũ nghịch, làm xấu tam bảo, hại phép quân thần, hủy điều tín giới, thời vua Diêm Ma vì tội nặng nhẹ, xét hỏi xử phạt. Bởi vậy nay ta khuyên các hữu tình đốt đèn dựng phướng, phóng sanh tu phước để vượt ra khỏi khổ ách tai nạn. Bấy giờ trong chúng có 12 vị đại tướng Dược Xoa cùng ngồi trong tòa, đó là cửu tướng Cung Tỷ La, đại tướng Phạt Chết La, đại tướng Mê Si La, đại tướng An Đẻ La, đại tướng Ngạch Nễ La, đại tướng San Đẻ La, đại tướng Nhân Đạt La, đại tướng Ba Di La, đại tướng Ma Hổ La, đại tướng Chân Đạt La, đại tướng Chiêu Đỗ La, đại tướng Tỷ Yết La. Đó là 12 đại tướng Dược Xoa, mỗi vị kèm theo 7.000 Dược Xoa là những quyến thuộc, tất cả đồng thanh cùng bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngày nay chúng con nhờ oai lực Phật được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn sợ các nẻo đường ác. Tất cả chúng con đều cùng một lòng cho tới hết đời quy Phật Pháp Tăng, thể xin giúp đỡ hết thảy hữu tình lợi ích an lạc, chẳng kể ở đâu, làng hay thành thị, các nước, các ấp, trong chốn rừng hoang, nếu có kinh này lưu truyền ở đấy, hoặc như có người thọ chỉ danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường quyến thuộc chúng tôi, phù hộ người đó, giúp họ giải thoát hết mọi tai nạn, những điều nguyện cầu cũng cho tại nguyện, hoặc người nào muốn thoát khỏi các thứ tật ách thời nên đọc tụng kinh này, lấy chỉ năm sắc kết tên chúng tôi, khi nào tại nguyện mới gỡ mũi chỉ. Phục thứ A Nan, Bỉ Diêm Ma Vương, chủ lĩnh thế gian, danh tịch chi ký, nhược chư hữu tình, bất hiếu ngũ nghịch, phá nhục tam bảo, hoại quân thần pháp, hủy ư tín giới, Diêm Ma Pháp Vương, tùy tội khinh trọng, khảo nhi phạt chi, thị cố ngã kim, khuyến chư hữu tình, nhiên đăng tạo phan, phóng sanh tu phước, linh độ khổ ách, bất tao chúng nạn, nhĩ thời chúng trung, hữu thập nhị, dược xa đại tướng. Cầu tại hội tòa sở vị, cùng Tỷ La đại tướng, Phạt Chết La đại tướng, Mê Si La đại tướng, An Đẻ La đại tướng, Ngạch Nễ La đại tướng, San Đẻ La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đỗ La đại tướng, Tỷ Yết La đại tướng, Thử Thập Nhị Dược Xoa đại tướng, Nhất Nhất Các Hữu Thất Thiên Dược Xoa, dĩ vi quyến thuộc, đồng thời cử thanh bạch Phật ngôn: Thế Tôn ngã đẳng kim già, mông Phật uy lực, đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, danh hiệu bất phục cánh hữu, ác thú chi bố, ngã đẳng tương xuất, giai đồng nhất tâm, nãi trí tận hình, quy Phật Pháp Tăng, thể đường hà phụ, nhất thiết hữu tình, vị tác nghĩa lợi, nhiêu ích an lạc, tùy ư hà đẳng, thôn thành quốc ấp, không nhàn lâm trung, nhược hữu lưu bố thử kinh, hoặc phục thọ trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, cung kính cúng dường giả, ngã đẳng quyến thuộc, vệ hộ thị nhân, giai sử, giải thoát nhất thiết khổ nạn, trừ hữu nguyện cầu, tất linh mãn túc, hoặc hữu tật ách, cầu độ thoát giả, diệt ưng độc tụng, thử kinh, dĩ ngũ sắc lũ, kết ngã danh tử, đắc như nguyện dĩ, nhiên hậu giải kết. Phục lại nữa, A Nan, vua Diêm Ma ấy giữ sổ danh bộ của người thế gian. Ông A Nan lại còn điều này nữa, ông vua Diêm La kia quản lý các danh bộ của người thế gian, cả danh bộ dương và danh bộ âm. Nếu các hữu tình bất hiếu ngũ nghịch, nếu những ai ăn ở không hiếu thảo với cha mẹ, phạm 10 điều ác, hoặc phạm tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là sao? Đó là các tội giết cha là 1, giết mẹ là 2, giết thầy là 3,
giết thầy cũng như giết A-la-hán, phá sự hòa hợp của tăng đoàn là 4 và làm chảy máu Phật là 5. Giết sư phụ của mình là một tội trong ngũ nghịch. Tôi giảng cho quý vị nghe như vậy thì tôi dám chắc không ai dám giết tôi đâu. Giết A-la-hán cũng được coi như tội ngũ nghịch thứ 3 này. Bây giờ đến tội phá hòa hợp tăng, có thể lấy thí dụ như sau. Trong đạo tràng các tăng chúng đường sống trong sự yên ổn hoan hỷ, quý vị đến nơi ấy phá hoại sự an lạc của họ. Còn tội làm chảy máu Phật thì nay Phật không còn trụ thế. Tội này bao gồm những hành động như phá hủy hình và tượng của Phật, hoặc giả đập bể tượng Phật bằng đất, đốt tượng Phật bằng gỗ, như vậy gọi là làm chảy máu Phật. Đây chỉ kể những việc làm cố ý, nếu chỉ vô ý mà gây nên sự hư hại đến tượng Phật thì không có tội. Quý vị nên lưu ý điểm này, về sau đừng có hồ đồ la hoảng lên. Tôi làm bể tượng Phật mất rồi, làm sao bây giờ? Tôi có bị đọa địa ngục không? Sư phụ ơi, cứu con với. Cái đó là very stupid, quá ngu ngốc. Làm xấu, phá nhục Tam Bảo, gây điều tiếng xấu cho Tam Bảo. Đại khái nói những câu Phật là mê tín, người nào tin Phật là mê tín, mấy người xuất gia chẳng tu gì hết, chẳng giữ giới gì cả. Ồ, những kinh điển bảo là do Phật nói, toàn là đời sau ngụy tạo cả. Đó là những hành động phá nhục Tam Bảo, hại phép quân thần, hủy điều tín giới, làm hại nghĩa vô tôi, hủy hoại tín giới, tức là sự ngay thẳng. Tỷ dụ bảo rằng chẳng cần thủ tín làm gì, cứ nói dối đại đi, chỉ lần này thôi, đại khái là như vậy. Xúi biểu người khác nói láo, chẳng giữ sự trung thực. Thời vua Diêm Ma tùy tội nặng nhẹ xét hỏi xử phạt vua Diêm La, lúc đó sẽ tùy theo tội nặng hay nhẹ xem xét rồi xử phạt kẻ có tội. Bởi vậy nay ta khuyên các hữu tình đốt đèn dựng phướn, phóng sanh tu phước để vượt ra khỏi khổ ách tai nạn. Bởi vậy ta nay khuyên các hữu tình nên đốt đèn 49 ngọn, dựng phướn trường thọ rồi phóng sanh các loại để tu phước, khiến cho các khổ ách sẽ được vượt qua, không còn gặp tai nạn gì nữa. Bấy giờ trong chúng có 12 vị đại tướng dược xoa cùng ngồi trong tòa. Lúc bấy giờ trong chúng có 12 vị đại tướng dược xoa, tức quỷ dạ xoa, loài quỷ chạy nhanh cùng có mặt tại pháp hội. Đó là cùng tỷ la đại tướng, chữ la, có khi đọc là chữ loa. Phạt chết la đại tướng, mê si la đại tướng, an để la đại tướng, ngạch nễ la đại tướng, san để la đại tướng, nhân đạt la đại tướng, ba di la đại tướng, ma hổ la đại tướng, chân đạt la đại tướng, chiêu đỗ la đại tướng, tỷ yết la đại tướng. Đó là 12 đại tướng dược xoa, mỗi vị kèm theo 7.000 dược xoa, là những quyến thuộc tất cả đồng thanh. Đó là 12 vị đại tướng dược xoa, mỗi vị có một đoàn quyến thuộc là 7.000 dược xoa, tất cả đều đồng thanh bạch lên Phật rằng: Thế Tôn, ngày nay chúng con nhờ oai lực Phật được nghe danh hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bạch Thế Tôn, chúng con nay nhờ oai lực của Phật được nghe đến danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn sợ các nẻo đường ác, do đó chúng con không còn sợ rơi vào các cảnh giới ác nữa, tam ác đạo. Tất cả chúng con đều cùng một lòng cho đến hết đời, quỳ Phật Pháp Tăng thể xin giúp đỡ hết thảy hữu tình lợi ích an lạc. Chúng con tất cả đều cùng một lòng quỳ Phật Pháp Tăng cho đến hết đời, và thể xin gánh vác việc giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ họ, mang cho họ nhiều lợi ích để họ được sống trong sự yên ổn và hoan lạc. Nếu có kinh này lưu truyền ở đấy, hoặc như có người thọ trì danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bất kể nơi nào, ở thôn trang, thành thị, các nước, các ấp, hoặc giả trong rừng hoang vắng, nếu ở những nơi đó có lưu truyền kinh này, hoặc có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cung kính cúng dường quyến thuộc chúng tôi, phù hộ người đó, giúp họ giải thoát hết mọi tai nạn, và cung kính cúng dường thì quyến thuộc chúng con sẽ che chở cho họ, giúp họ giải thoát khỏi mọi khổ nạn. Những điều nguyện cầu cũng cho toại nguyện, những điều gì họ cầu mong đều giúp cho họ toại nguyện. Hoặc người nào muốn thoát khỏi các thứ tật ách thời, nên đọc tụng kinh này, lấy chỉ nam sắc kết tên chúng tôi, khi nào toại nguyện mới gỡ mối chỉ. Hoặc giả khi gặp tật bệnh mà muốn vượt qua thì nên đọc tụng kinh này, nghĩa là kinh bổn nguyện công đức của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lấy chỉ năm màu ngũ sắc kết thành tên của chúng tôi, khi nào toại nguyện thì mới gỡ mối chỉ ra. Đây cũng là một loại pháp chú. Pháp chú chẳng phải nhất định thuộc mật tông. Những người theo mật tông cố ý huyền bí hóa tông của họ nên mới lấy tên là mật tông. Sự thật chú có nghĩa là chú nguyện, một sự nguyện cầu hay cầu đảo chỉ năm sắc, là tượng trưng cho năm phương hướng. Mỗi phương hướng có một ma vương. Khi năm sợi chỉ kết lại thành một mối thì nó mang biểu hiện của sự an ổn đến cho những tình trạng bất an ổn,
Chỗ này các vị đại tướng Dược Xoa phát nguyện rằng nếu có người dùng chỉ năm màu kết thành tên của họ, thì họ sẽ làm cho lời cầu nguyện của người đó được thỏa mãn. Khi được thỏa nguyện rồi thì nên gỡ các mối chỉ ra, theo ý nghĩa là thỉnh thần đến thì có lúc phải tiễn thần đi. Nếu cứ giữ mãi các mối chỉ, các mối kết chỉ thì thần Dược Xoa vẫn cứ ở nguyên tại chỗ khiến cho thần không được tự do. Khi đã được tai qua nạn khỏi thì chúng ta đừng có tham cố giữ họ lại, cái đó không tốt. Bởi vậy họ mới nói khi nào hết cần thì gỡ mối chỉ ra. Bấy giờ Thế Tôn tán dương các vị đại tướng Dược Xoa: tốt lắm, đại tướng Dược Xoa. Các ông báo đáp: ơn Đức Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, thưởng nên như vậy là ích an lạc cho khắp hữu tình. Nhĩ thời Thế Tôn tán chư Dược Xoa, đại tướng ngôn: thiện tai, đại Dược Xoa tướng, nhĩ đẳng niệm báo Thế Tôn, Dược Sư, Lưu Ly, Quang Như Lai, ân đức giả, thường ưng như thị là ích an lạc nhất thiết hữu tình. Bấy giờ Thế Tôn tán dương các vị đại tướng Dược Xoa: tốt lắm, đại tướng Dược Xoa. Lúc bấy giờ Đức Phật nghe các đại tướng Dược Xoa phát nguyện như vậy nên khen rằng: tốt lắm, các ông báo đáp ơn Đức Thế Tôn, Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, thường nên như vậy là ích an lạc cho khắp hữu tình. Đức Phật bảo 12 ông đại tướng Dược Xoa rằng: các ông không quên ơn đức của Đức Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, muốn báo đáp ơn đức đó, thời phải luôn luôn nhớ lời phát nguyện này mà mang lại lợi ích an lạc cho mọi hữu tình, cho họ lìa khổ được vui. Bấy giờ A Nan bạch Đức Phật rằng: Thế Tôn, pháp môn này nên đặt tên là gì và chúng con phải phụng trì ra sao? Phật bảo A Nan: pháp môn này gọi là pháp nói những công đức bổn nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, cũng gọi là pháp nói thần chú kết nguyện của 12 vị thần tướng lợi ích hữu tình, cũng gọi là pháp bạc trừ hết thảy mọi thứ nghiệp chướng, phải nên phụng trì theo cách như vậy. Khi Bạc Già Phạm nói lời ấy rồi, các đại Bồ Tát và đại Thanh Văn, quốc vương đại thần, Bà La Môn cư sĩ, Thiên Long Dược Xoa, Kiền Thát Phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Khô Lạc Già, nhân và phi nhân, hết thảy đại chúng nghe lời Phật nói đều vui mừng lớn tin nhận phụng hành. Nhĩ thời A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, đương hà danh thử pháp môn, ngã đẳng vân hà phụng trì. Phật cáo A Nan: thử pháp môn danh thuyết Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai bổn nguyện công đức, diệt danh thuyết thập nhị thần tướng nhiều ích hữu tình kết nguyện thần chú, diệt danh bạt trừ nhất thiết nghiệp chướng, ưng như thị trì. Thời Bạc Già Phạm thuyết thị ngữ dĩ, trừ Bồ Tát Ma Ha Tát, cập đại Thanh Văn, quốc vương đại thần, Bà La Môn cư sĩ, Thiên Long Dược Xoa, Kiền Thát Phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Khô Lạc Già, nhân phi nhân đẳng nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ tín thọ phụng hành. Bấy giờ A Nan bạch Đức Phật rằng: Thế Tôn, lúc bấy giờ sau khi Đức Phật nói những lời tán thán các vị đại tướng Dược Xoa thì vị tôn giả Khánh Hỷ tức là đại đức A Nan mới bạch lên Phật rằng: pháp môn này nên đặt tên là gì? Kinh này gọi là kinh gì? Pháp môn là pháp môn gì? Tên của kinh này nên đặt gì? Chúng con phải phụng trì ra sao? Chúng con phải thọ trì và đọc tụng kinh này như thế nào? Phật bảo A Nan, pháp môn này gọi là pháp nói những công đức bổn nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai. Đức Phật từ bi bảo tôn giả A Nan rằng tên của kinh này gọi là công đức các lời nguyện kiếp xưa, tức bổn nguyện của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly, Quang Như Lai, cũng gọi là pháp nói thần chú kết nguyện của 12 vị thần tướng lợi ích hữu tình, cũng có thể gọi là những lời nguyện của 12 vị thần tướng Dược Xoa dùng chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn nhằm lợi ích cho các hữu tình, cũng gọi là pháp bạt trừ hết thảy mọi thứ nghiệp chướng, cũng gọi là bạt trừ hết thảy mọi nghiệp chướng, phải nên phụng trì theo cách như vậy, ưng như thị trì, theo đúng như vậy mà thọ trì. Khi Bạc Già Phạm, lúc ấy Đức Bạc Già Phạm, đây là một danh hiệu khác của Phật, nói lời ấy rồi, các đại Bồ Tát và đại Thanh Văn nói xong những lời trên, các Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là các đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, cùng các đại Thanh Văn, tức các vị tu pháp tứ đế khổ tập diệt đạo, tức nói các vị trong hàng A La Hán, quốc vương đại thần, Bà La Môn, vua quan và Bà La Môn, tức hàng quý tộc, cư sĩ Thiền Long Dược Xoa, các cư sĩ có đức hạnh trời rồng Dạ Xoa, cùng với Kiền Tháp Phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Khô Lạc Già, tức là Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, Ca Lâu La, Ma Hổ La Già, nhân phi nhân đẳng, những người và những loại không phải người, hết thảy đại chúng nghe lời Phật nói đều vui mừng lớn tin nhận phụng hành.
Hết thảy đại chúng trong pháp hội nghe Phật nói kinh công đức các bổn nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đều vui mừng khôn xiết, hết lòng tin lời Phật dạy để thọ trì và tuân hành. Như vậy là tối hôm nay đã được giảng xong bộ kinh công đức các bổn nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Quý vị có ý kiến gì không? Nếu có, chúng ta cứ mang ra đây để tất cả cùng nghiên cứu, cùng trao đổi ý kiến với nhau để mở rộng thêm trí huệ. Không phải quý vị chỉ biết ngồi nghe một mình tôi nói. Từ lúc bắt đầu nghe giảng cho đến bây giờ, ai thấy có điều gì gọi là nghi vấn hoặc có ý kiến gì đặc biệt xin nêu ra để chúng ta cùng thảo luận. Hai vị Phật, một vị ở phương Đông là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, một vị ở phương Tây là Đức A Di Đà Như Lai. Ở phương Đông là Phật A Xúc, cũng là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ở phương Tây là Đức Phật A Di Đà, giáo chủ của pháp môn Tịnh Độ. Hai vị Phật, một vị thuộc Kim Cang Bộ, một vị thuộc Liên Hoa Bộ. Đặc điểm trong bộ Kim Cang là pháp hàng phục, còn trong bộ Liên Hoa là pháp nhiếp thọ. Pháp hàng phục trong bộ Kim Cang còn gọi là pháp triết phục thì lấy lòng hỷ xả để đưa chúng sanh đến chỗ quy thuận, trong khi đó pháp nhiếp thọ của bộ Liên Hoa thì lấy lòng từ bi để thâu phục chúng sanh. Tại sao Kim Cang Bộ lại đặt trọng tâm vào hỷ và xả? Số là khi Phật hàng phục thiên ma và ngoại đạo, Ngài không có tâm sân hận. Ngài dùng tâm hỷ và xả, một phương cách đối trị để giáo hóa, khiến chúng bỏ đường tà, để theo về chánh pháp. Mục đích của Phật là dẫn dắt chúng tới chỗ thoát vòng sanh tử. Lấy từ bi để nhiếp thọ, lấy hỷ xả để hàng phục. Trong công cuộc giáo hóa chúng sanh, chứng tỏ rõ công năng của các pháp tứ vô lượng tâm. Tinh thần của Kim Cang thường biểu lộ qua cặp mắt trợn lên một cách giận dữ. Thật ra cặp mắt tuy giận dữ mà lòng không giận dữ, chỉ thuần có hỷ và xả, hoan hỷ và bao dung. Còn như hình Bồ Tát với cặp mắt nhìn xuống là hoàn toàn không có ý nghĩa giận dữ. Phật A Di Đà đối với chúng sanh không giận dữ, Ngài không dùng phương cách hàng phục mà dùng tâm từ bi để tiếp dẫn chúng sanh. Trong nghi thức thiền môn nhật tụng có câu chú gọi là nhị Phật chú như sau: Nhị Phật diễn hóa tại Ta Bà, Đông A Xúc, Tây Di Đà, thập tam điều đại giới phạm ba la, phạ diêm la cần sám hối tội tiêu ma. Tạm dịch, hai vị Phật giáo hóa cõi Ta Bà, phía Đông là Phật A Xúc, phía Tây là Phật A Di Đà, 13 điều phạm giới ba la di, nếu sợ vua Diêm La thì phải sám hối, tội sẽ tiêu tan. Theo nguyên tắc, ai phạm giới ba la di thì không sám hối được, tuy nhiên nếu có tâm sám hối chân thực thì tội cũng có thể tiêu tan. Nhị Phật chú thuộc về câu triệu pháp môn, chữ câu là giữ lại, triệu là gọi đến. Giả dụ có người bị ma chướng hay bị quỷ ám, nếu đọc chú lên thì có thể gọi được quỷ tới. Chú này rất linh nghiệm, có điều rất ít người biết đến và cũng không biết cách niệm chú. Trong Phật giáo còn có Phổ Am chú thuộc loại pháp hàng phục. Truyền thuyết kể lại rằng tổ sư Phổ Am lúc xưa là một người giết heo, sau người đi tu không còn giết heo nữa, bèn dùng 12 con dao giết heo để luyện thành phi đao, tức là dao bay. Khi niệm chú Phổ Am lên thì những con dao giết heo kia sẽ bay lên không gian, khiến tà ma đều sợ hãi. Bởi vậy chú Phổ Am thuộc loại pháp hàng phục. Dược sư quán đảnh chân ngôn của kinh này cũng là một phần trong nhị Phật chú. Chân ngôn có oai lực giải trừ hết thảy các chất độc, làm tiêu tan mọi thứ tội. Gặp ai trúng độc, quý vị niệm chú lên, chất độc sẽ được giải trừ. Có điều quý vị phải thành tâm mới có hiệu nghiệm. Trong kinh công đức các bổn nguyện của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai thì chú này rất quan trọng. Kinh thì dài, nhiều lúc gấp gáp không đủ thì giờ để đọc tụng toàn cả bộ kinh, nên người ta phải chọn phần nào ngắn gọn và chủ yếu. Người ta chọn chú Dược sư quán đảnh chân ngôn là vì lý do đó. Bởi có duyên lành nên chúng ta mới gặp được pháp môn này. Chúng ta phải thường thường trì tụng chú Dược sư, giúp chúng ta tránh mọi thứ tai nạn, căn lành còn thêm tăng trưởng. Chúng ta nên thay phiên nhau nói pháp, không lẽ cứ để cho một mình tôi nói pháp hoài. Tôi muốn được nghe quý vị lớn tuổi nói pháp. Tại nước Mỹ điều này chưa từng xảy ra, nhưng nay chúng ta phải cố gắng dụng công để vươn lên, nghiên cứu sâu rộng Phật pháp, rồi thay thế tôi trên giảng tòa. Ai cũng có kinh nghiệm riêng của mình, và đây là một dịp để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Bởi sự thể hội vào các cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn của Phật pháp, tùy thuộc căn duyên của từng người, quý vị cần phải mạnh dạn lên trước mặt đại chúng, cứ việc công khai bộc bạch hết những điều mình tâm đắc. Điều đó quý lắm, tựa như chúng ta nói những chuyện bình thường trong gia đình với nhau, không có điều gì câu thúc, không bị câu thúc, không chướng ngại. Có như vậy mới tiếp thâu được chỗ kỳ diệu trong Phật pháp. Thế giới này đầy khổ ải, trong kinh A Di Đà có mấy chữ ngũ trược ác thế, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược.
kiếp trước là sao? Đó là một thời đại không trong sạch, nhiều sự ô nhiễm, thời gian thì như vậy, còn không gian cũng bị ô nhiễm nữa. Bây giờ không khí đừng bị ô nhiễm, chúng ta cũng là một loài chúng sanh mang khí huyết trong cơ thể, đều phải hít thở không khí đó, dù quý vị muốn hay không muốn, không có biện pháp nào làm cho không khí trong sạch được. Khí độc đầy rẫy, mùi tử khí nặng nề, không có một địa phương nào được sống trong cảnh an lạc, chỗ nào cũng thấy bạo lực khủng bố, giết người đốt nhà, cướp của, trộm cắp, có những độc tố như vậy thì con người tránh sao khỏi cảnh điên cuồng. Kẻ không bị điên thì cũng không thể sung sướng được, sống trong thế giới đó thì có gì khác gì sống trong say mà chết trong mộng vậy, có cách nào làm khác được đâu. Nói về kiến trược thì hãy xem như không khí đã ô nhiễm, thời gian ô nhiễm, những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe đều chẳng có thứ nào được trong sạch cả. Chúng ta chứng kiến nào là cảnh giết người, đốt nhà, cướp của, trộm cắp, hút và buôn ma túy, cờ bạc, điện ảnh, những loại như vậy làm cho cái thấy cũng thành ô nhiễm, khiến cho chúng ta không còn khả năng phân biệt cái nào là trong sạch và cái nào là không trong sạch, thiếu khả năng nhận thức rõ rệt. Con người sẽ bị cuốn theo chiều hướng chung của thế giới, chiều hướng của sự ô nhiễm. Tình trạng đó sẽ mang lại kết quả gì? Mang đến phiền não, và từ đó mà có phiền não trược. Điều này không được xứng ý, điều kia chẳng được tại lòng, không suôn sẻ kiểu này, không thuận lợi kiểu khác, ở đâu cũng thấy phiền não. Lấy một thí dụ, quý vị vốn ham cờ bạc, quý vị chỉ thấy toàn là những người đến sòng bài rồi mang về nhà rất nhiều tiền bạc, quý vị không thấy những trường hợp thua bạc. Quý vị không chịu hiểu rằng số người được bạc chẳng thấm gì so với số người thua. Sòng bạc là như vậy, có điều mắt quý vị chỉ nhìn thấy mấy người được bạc mà thôi. Người ta gọi đây là trường hợp cảnh giới chuyển nên quý vị bị cuốn hút vào sòng bạc. Càng đánh quý vị càng thua càng phải đánh tiếp để gỡ vốn lại, nhưng đâu có gỡ được. Kết quả thành khuynh gia bại sản, đó là phiền não. Lấy một thí dụ khác, thấy người ta làm ăn phấn chấn, quý vị thấy ham, cũng muốn bắt chước làm theo. Mắt quý vị không thấy những người đã từng bị thất bại, nên khi tới lúc việc làm ăn của quý vị bị thua lỗ, quý vị liền trách trời. Người ta buôn bán đều thành công cả, cứ sao ông trời chẳng chịu giúp tôi. Bởi có phiền não nên quý vị đổ oán cho tất cả, chẳng kể ai, oán cả trời cả đất và trách cứ mọi người. Càng sinh phiền não thì chính cái thân quý vị càng gặp trắc trở. Quý vị bảo vận mạng của quý vị không tốt, quý vị chửi rủa trời đất, không nhưng chửi mãi không có kết quả gì thì quý vị bèn đổ oán vào các chúng sanh. Quý vị cho cái này sai, cái kia quấy, bốn bên xóm giềng phiền phức, quý vị chẳng hợp với ai. Cái đó gọi là chúng sanh trược. Bởi vì chúng sanh trược nên quý vị không có giao tình với ai, mọi sự liên hệ với người đều không được thanh tịnh, khiến thân phận của quý vị không suôn sẻ, đây là mạng trược. Trên đây là lấy pháp thế gian để giảng về thế giới ngũ trược. Năm món này phải giảng thật tường tận, bởi trong mỗi món còn chứa đựng vô số các trược, kể ra không hết được. Đức Phật Thích Ca trông thấy các chúng sanh trong thế giới Ta Bà sống với bao nhiêu thứ khổ, điên đảo, phiền não, tranh chấp. Ngài thấy sống như vậy chẳng hứng thú gì. Ngài là một vị thái tử, vốn sanh trưởng từ nơi quyền quý, luôn sống trong cung vua, chẳng đi đâu ra ngoài dân dã. Một hôm Ngài cùng kẻ tùy tòng ra ngoài thành đi du ngoạn. Khi ra cửa thành phía đông, Ngài thấy một chuyện kỳ lạ, đó là cảnh một người phụ nữ sanh ra một hài nhi vừa ra khỏi lòng mẹ, đứa bé đã mở miệng kêu khổ 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 khổ. Ngài lấy làm lạ bèn hỏi, chuyện gì đây, sao lại thế này? Kẻ tùy tòng đáp, đây là người ta sanh con. Ngài nhắc thấy máu chảy trên thân người mẹ, còn đứa con thì khóc. Ngài bèn quay về vì chẳng còn thấy hứng thú đi chơi nữa. Vậy là cuộc du ngoạn ở cửa thành phía đông chấm dứt. Ngài nghĩ bụng, ở phía đông có con nít khóc, vậy ngày mai ta đi ra cửa phía nam. Ngày thứ hai, khi ra khỏi cửa thành phía nam, Ngài thấy một người già, da nhăn đầu bạc, chân bước đi run rẩy như muốn té lăn xuống đất, răng thì rụng hết, tai điếc mắt mờ, trông rất khổ sở. Ngài hỏi kẻ tùy tòng, sao hình dung người này kỳ lạ quá? Thật ra trong hoàng cung Ngài chưa từng thấy người nào như vậy. Người hầu giải thích rằng đây là một người già đã sống quá lâu trong đời rồi, nên bây giờ cái cơ thể của ông ấy không chịu làm việc nữa. Con mắt, cái tai, cái mũi đều đình công cả rồi, cái lưỡi chưa đình công, nhưng ông ấy có ăn được gì đâu, răng chẳng còn nữa, nhấm nhát chẳng biết ngon. Tóm lại mọi bộ phận trong người đều nghỉ việc, cho nên trông ông ấy thiểu não như vậy đó. Tay thì cầm không vững, chân thì cất không nổi bước, tóc bạc hết, lưng còn còng nữa. Đức Phật nói quả là khổ vô cùng. Nguyên Đức Phật muốn đi coi đá banh hoặc coi mọi chuyện luyện võ, coi mọi người luyện võ, nhưng trông thấy cảnh đó, Đức Phật quay về không đi chơi nữa. Ngày thứ ba, Ngài đi thẳng ra phía cửa Tây.
Lần này Đức Phật gặp một bệnh viện, ở trong đó có những người đau ốm, nằm kêu la như đau quá, người thì nói đau chịu không nổi, cho tôi chết còn sướng hơn. Trông thấy cảnh tượng người bệnh rên rỉ đau đớn, Ngài chẳng còn thấy hứng thú đi chơi nữa. Ngày hôm sau, Ngài chọn cửa thành phía Bắc, và lần này Ngài trông thấy một nhà quan. Ở đấy người ta bán các quan tài. Ngài hỏi quan tài này dùng để làm gì? Người ta trả lời cái đó dùng để chôn người chết. Trong lúc nhà quan, lúc đó có nhiều người nằm dài, hơi thở không còn, mắt thì nhắm lại. Đó là những thây người đã chết. Đức Phật lại một lần nữa cảm thấy mất hứng, Ngài bảo, làm người chẳng hay ho gì, ai cũng bị cái khổ, sanh già bệnh chết, phải làm sao đây? Ngày lúc đó có một vị sa môn đi qua, vị sa môn hiện rõ tướng tỳ kheo. Đức Phật mới hỏi, người này là thế nào? Vị sa môn thì ăn bận theo kiểu người xuất gia. Người hầu bèn đáp, sao không hỏi ngay người đó? Đức Phật hỏi, ông là ai? Tôi là một tỳ kheo. Tỳ kheo thì làm những gì? Tỳ kheo là người muốn chấm dứt sanh tử, muốn thoát khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết. Hay lắm, thoát được cái khổ của sanh già bệnh chết thì tôi cũng muốn thử lắm. Từ lúc đó, Đức Phật Thích Ca lập chí quyết trở thành một tỳ kheo. Đó là các nhân duyên khiến cho Đức Phật từ bỏ mọi phú quý trên đời, từ bỏ ngai vàng để xuất gia tu hành. 6 năm trên núi tuyết, Đức Phật tu khổ hạnh, mỗi ngày ăn một hạt mè và một hạt thóc. Mục đích của Ngài là tu thành Phật. Ngài dám chịu đựng những gì mà thế gian không chịu đựng nổi. Ngài nhịn đó như vậy, nhẫn nại như vậy, hành động như vậy. Những điều đó thế gian không ai làm được. Ngôi vua quý báu đâu có dễ bỏ qua, nhưng Ngài xảo bỏ được. Đói mà chỉ ăn một hạt mè, một hạt thóc thì đói vẫn hoàn đói, vậy mà Ngài vẫn chịu đựng được. Đó là căn bản để Ngài thành Phật. Chúng ta thử kiểm điểm xem, trong chúng ta có người nào được làm một thái tử như Đức Phật chưa? Chẳng ai có tư cách đó, vậy mà Ngài đã bỏ ngôi vị đó để đi tu. Còn như chúng ta thử hỏi, có thứ gì quý báu để chúng ta chẳng thể xả bỏ được? Cái này chẳng thể xả bỏ được, cái kia chẳng thể bỏ được. Cho đến lúc chết, liệu có mang các thứ đó đi theo mình chăng? Đức Phật bỏ nước, bỏ lại thành trì, thành xá vệ, bỏ cả vợ con, tất cả những thứ ngoài thân mình để vào núi tuyết tu. Lúc đầu có 5 người đi theo chăm sóc. Thân phận của Ngài là thái tử, nên vua cha sai 2 người tin cẩn đi theo, hoàng hậu cũng sai 3 người nữa. Tất cả đều có phận sự trông nom và hộ trì Đức Phật, phòng có điều gì bất chắc, chớ không phải có ý ngăn trở Đức Phật tu hành. Trong núi tuyết, Đức Phật ăn mỗi ngày một hạt mè và một hạt lúa mì. Trong số đi theo có 2 người không chịu đựng nổi lối sống khổ hạnh này nên họ bỏ đi. 3 người kia thì dốc một lòng theo Phật, cùng tu khổ với Phật. Vì cố nhịn đói nên hồi đó Đức Phật gầy ốm, thân hình như que củi, da bọc xương, nhưng chưa bị chết vì đói. Lúc đó có một thiên nữ trông thấy tình trạng này. Nàng dâng lên Phật một bát cháo sữa bò. Đức Phật Thích Ca một mặt muốn đáp ứng sự cúng dường của thiên nữ, mặt khác nhận thấy đói thêm nữa sẽ đi đến chỗ nguy kịch. Ngài bèn thọ dụng bát cháo cúng dường. Lúc bấy giờ 3 người đi theo cùng tu với Phật trông thấy Đức Phật ăn cháo nên sửng sốt hỏi, như vậy thì thành Phật làm sao được? Muốn thành Phật là phải khổ hạnh, bây giờ lại ăn cháo như vậy thì không được rồi, thôi chúng tôi đi đây. Vậy là cả 5 người trở về vườn Nai Lộc Uyển, bỏ lại Đức Phật một mình không nhòm ngó đến nữa. Quý vị thử nghĩ lại coi, Đức Phật công đức sâu dài như vậy mà Ngài vẫn đưa mình vào những hoàn cảnh khó khăn, tự mình đương đầu với thử thách, chịu đựng những gì mà người khác không chịu đựng nổi. Quả là Ngài đã phát nguyện bồ đề rộng lớn, ý chí kiên cường. Ở trên núi tuyết, hồi đó có thể Đức Phật ngồi thiền, có lúc đi kinh hành, tản bộ, có lúc Ngài leo lên núi, đứng trên cao ngắm cảnh trời xa, đại khái là như vậy. Tới lúc 5 người kia bỏ đi, thì chỉ còn một mình Đức Phật ở lại trong cảnh bơ vơ lạc lõng. Nếu là người khác, chắc hẳn trong lòng không khỏi nghĩ rằng, ta hãy trở về hoàng cung rồi lên ngôi vua thôi, ở đây chịu khổ để làm gì? Đức Phật không về, Ngài đi tới gốc cây bồ đề và phát nguyện rằng, ta sẽ ngồi ở đây, chừng nào ta chưa thành Phật, ta thề sẽ không bao giờ đứng dậy, và ta sẽ ngồi cho đến chết. Phát nguyện xong, Đức Phật ngồi thiền, thiền luôn trong 49 ngày. Chúng ta chỉ mới ngồi cỡ 5 chữ đồng hồ, 35 phút, đã kêu đau chân, ối, đau chết được. Hôm qua có một vị cũng như vậy, y phải quán đề tài, hãy coi như đã chết. Vậy mà vị đó cũng không vượt được. Bây giờ lại ngồi thiền tới 49 ngày không đứng dậy, và lẽ tự nhiên là không ăn không uống ở chỗ đó mà chịu đói chịu khát, thiệt không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại Đức Phật dụng công với tinh thần đó, liệu chúng ta có thể phát tâm bồ đề như vậy được chăng? Rồi tới một đêm khi ngước nhìn lên trời thấy ngôi sao sáng, hốt nhiên Ngài bừng ngộ. Ngài khám phá ra tận cùng của chân lý về vũ trụ nhân sinh, Ngài hoàn toàn khai ngộ thành Phật. Vừa lúc thành đạo, Ngài thốt ra câu, kỳ lạ thay, kỳ lạ thay, kỳ lạ thay, hết thảy các chúng sanh,
ai cũng có sẵn trí huệ và đức tướng của Như Lai, tất cả đều có thể thành Phật. Đức Phật có ý nói rằng tất cả các chúng sanh đều có Phật tánh, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đủ cả vạn đức trang nghiêm, không khác gì Phật. Tuy nhiên bởi vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng được vậy. Chúng ta học Phật Pháp khỏi cần học nhiều, chỉ cần nhớ câu này là đủ, bởi vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng được. Vọng tưởng của chúng ta thì trao ôi, lúc trên trời, lúc dưới đất, hốt nhiên ở Nam, hốt nhiên ở Bắc. Khi thì nhớ bạn trai, khi nhớ bạn gái, nào cha, nào mẹ, con trai, con gái, đến quý vị chị em. Ôi cả một ngày tư tưởng bận rộn cho đến tối trong giấc mơ cũng chỉ là vọng tưởng. Thấy chị, thấy em, thấy cái này, thấy cái kia, đủ thứ chuyện, chẳng ra chuyện gì. Vậy mà không sao xả bỏ được cái chấp trước đó được. Nói đến giấc mơ thì câu chuyện trong mơ ở đâu mà sanh ra vậy? Nó sanh ra từ sự chấp trước. Có chấp trước mới có chất liệu tạo thành giấc mơ. Nếu quý vị không chấp trước, không có gì điên đảo thì đâu có mộng tưởng. Quý vị muốn xa lìa mộng tưởng và điên đảo thì quý vị bắt buộc phải phá chấp trước. Cho nên người ta nói trí nhân vô mộng, nghĩa là bậc đại trí huệ không có mộng mơ, bởi vì đó không có vọng tưởng. Vị đó là bậc chân nhân, là một vị thánh, không phải như người thường. Đức Phật không còn chấp trước, không còn vọng tưởng nên Ngài chứng quả vị Phật. Chúng ta nên nhớ câu, bởi vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng được, mà cố gắng diệt trừ vọng tưởng chấp trước, như vậy mới ra lìa mọi điên đảo mộng tưởng và đạt được Niết Bàn rốt ráo. Sau khi khai ngộ, Đức Phật xét qua nhân duyên, Ngài tự hỏi, ta đã thành Phật, vậy trước tiên ta phải độ cho chúng sanh nào? Có người bảo, ồ, Phật mà cũng có vọng tưởng, khỏi lên ý nghĩ độ người, đó chẳng phải là vọng tưởng sao? Người nào nói câu đó là lấy lòng dạ phàm phu để đo lường tâm lượng của Bậc Thánh. Nói như vậy là sai, đấy không phải là vọng tưởng. Phật dùng diệu quan sát trí để xét các nhân duyên, coi chúng sanh nào có cơ duyên đầy đủ thì Ngài sẽ độ người ấy trước. Với diệu quan sát trí, Đức Phật xét tới 5 người đi theo Ngài lúc trước, bấy giờ đường ở trong vườn nai và thấy rằng họ dụng công đã tới mức. Ngài nghĩ chỉ cần tới đó thuyết giảng mấy câu, hoặc có khi nhác trông thấy Phật chẳng cần nói năng gì, họ cũng có thể khai ngộ được. Chúng ta nên nhớ rằng 5 vị tỷ kheo đó, tuy đã bỏ đi nơi khác nhưng ảnh hưởng của Đức Phật đối với họ vẫn còn sâu đậm. Họ cũng tha thiết với mục đích tu hành để mong dứt bỏ đường sanh tử. Họ cũng không màng tới cảnh phú quý nơi thế gian. Khi họ bỏ Đức Phật, có lẽ tâm trạng của mỗi người mang một ý nghĩ rằng ta cứ tu, khi nào đắc đạo, ta sẽ giúp cho Thái tử khai ngộ. Tuy nhiên các chi tiết này không có ghi lại trong kinh điển, chẳng qua đó chỉ là những điều ước đoán ngu độn của tôi mà thôi.